Giá dầu thô WTI giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chịu tác động bởi báo cáo tồn kho xăng dầu của Mỹ, lo ngại về tiến độ Mỹ cắt giảm lãi suất vào năm tới, lo ngại về nguồn cung giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA cho biết, tồn kho dầu thô đã giảm 1,8 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng giảm 1,3 triệu thùng của các nhà phân tích. Trước đó, thì thông tin Viện Dầu khí Hoa Kỳ API cũng cho biết tồn kho dầu của Mỹ đã giảm xuống mốc 5,94 triệu thùng. Nhu cầu nhiên liệu tăng trưởng chậm lại tại các nước tiêu thụ hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc đã gây sức ép lớn lên giá dầu trong năm nay. Hiện tại thì các thành viên OPEC cộng đang thảo luận về việc trì hoãn thêm một đợt tăng sản lượng dầu theo kế hoạch dự kiến bắt đầu vào tháng 1. Nhóm sẽ họp vào Chủ nhật ngày 1 tháng 12 để đưa ra quyết định chính sách cho những tháng đầu năm 2025. Giá dầu cũng chịu áp lực trong tuần này kể từ sau khi Israel đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 sau khi cả hai bên chấp thuận thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian. Bên cạnh đó, giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi dữ liệu cho thấy tiến độ giảm lạm phát dường như đã đình trệ trong những tháng gần đây. Điều này có thể thu hẹp phạm vi cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào năm 2025. Việc cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến sẽ khiến chi phí đi vay tăng cao. Điều này có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu. Trên biểu đồ phân tích kỹ thuật H4, xu hướng hiện tại của dầu đang là xuống downtrend, giá tích lũy phía dưới các đường MA với cấu trúc đỉnh đáy thấp dần. Biểu đồ histogram âm, chỉ số sức mạnh tương đối RSI vẫn đang nằm trong vùng tiêu cực, cho thấy phe bán vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu phá qua cản trở gần nhất ở quanh vùng 68, giá dầu có triển vọng mở rộng đà giảm xuống kiểm tra vùng hỗ trợ liên kề ở quanh khu vực 67-67.5 đô. Trên biểu đồ H1, xuống hiện tại của dầu cũng là xuống giảm đồng thuận với khung thời gian H4, giá nằm dưới các đường MA. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán lại với dầu khi dầu hồi lên lại MA20 hợp lưu với kháng cự trendline giảm giá, án ngữ quanh vùng 68.5 đến 68.8 trong nhịp này. Với chiến lược này, có thể cân nhắc đặt dừng lỗ trên đỉnh gần nhất ở quanh vùng 69.3, chốt lời quanh đáy gần nhất ở quanh khu vực 67-67.4 đô. Mình xin dừng video nhận định xuống giá dầu ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá dầu tiếp theo.